Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn ba trận đấu hay tại giải kỳ hậu online lần thứ nhất vừa diễn ra ngày hôm qua 14 tháng 7 2022 giữa Quốc tế Đại sư Hồ Thanh Hồng và Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trận đầu tiên này thì Hồ Thanh Hồng cầm đỏ đi tiên, còn Nguyễn Thị Hồng Hạnh cầm đen thủ hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.
Quang Quyên. Quang Quyên. Quang Quyên. Xét cục trên đây thì Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp trận thứ hai. Trận thứ hai thì Nguyễn Thị Hồng Hạnh cầm đỏ đi tiên, còn Hồ Thị Thanh Hồng cầm đen đấu hậu. Mời bạn thưởng thức. Quang Quyên. Quang Quyên. Quang Quyên. Thank you.
Chuyên. Chuyên. Trang Chuyên. Trang Chuyên. Trang Chuyên. Trang Chuyên. Trang Chuyên. Trang Chuyên. Xét cục chơi đến đây thì Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã buông cờ nhận thua 2-0 cho Hồ Thị Thanh Hồng. Mời bạn xem trận tiếp theo. Hồ Thị Thanh Hồng cầm đỏ đi tiên, còn Nguyễn Thị Hồng Hạnh cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
将军。 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 Sát cục 3-0 cho Hồ Thị Thanh Hồng. Và video mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Và hẹn các bạn ở video sau.